phải tại nhà hoặc nơi lưu trú người nước ngoài. Thực hiện trách nhiệm đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định kiểm tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch trong các tổ ba. Ba, đối với người từ các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các địa phương có nguy cơ dịch bệnh cấp hai tương ứng với màu vàng các phường như sau: những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid 19 hoặc đã khỏi bệnh covid 19 trong vòng 6 tháng tính từ thời điểm tiêm mũi.